Di cũng nói với Will là cứ đánh thật đi, tại vì Di cũng không muốn là đánh mà kiểu nhẹ tay quá. Di thấy ở trong cái giai đoạn đó thì tất cả mọi người đều nhắm tới Di với những cái vai diễn mang màu sắc, nó cá tính hơn, phản diện hoặc là cái gì đó nó có màu, nó mạnh hơn. Còn Mợ Ba thật sự là đi vào chiều sâu của tình cảm con người, rồi Mợ Ba là một người có cái cá tính rất là dịu dàng, rất là, nói chung nó rất là khác với những cái hình tượng trước đây của mình. Thì cho nên là mình không có nghĩ là mình sẽ nhận được cái vai này. Mới đầu á, cái kịch bản gốc mà Di nhận được á là vẫn là người bắt bộ. Và nếu mà Di tham gia dự án này thì cái vai diễn của Di bắt buộc phải lồng tiếng giống như là chú Hữu Châu hoặc là Will. Lúc mà khi Di đọc kịch bản thì tự nhiên Di nảy ra một cái ý nghĩ là Di nói là nếu mà theo như cái kịch bản này em đọc thì giống như là có một cái cô này của có một người yêu lâu, một người yêu từ lâu rồi nhưng mà không có đến được với nhau, thì mới vì cái hoàn cảnh mà mới phải làm vợ lẽ của bác Kiến. Thì nếu như vậy thì mình, tại vì đây là tác phẩm phóng tác chứ nó không phải là mình dựng nguyên từ trong những cái tác phẩm văn học ra, mình không có giữ nguyên nguyên tác. Thì phóng tác thì mình có quyền mà mình sẽ làm cho cái tác phẩm nó khác đi so với nguyên tác. Thì nếu như vậy thì em xin là cho em giữ cái tiếng nói của em được hay không, có nghĩa là giữ cái giọng của em luôn. Thì Di đưa ra như vậy thôi, nhưng mà thật sự là Di cũng không nghĩ là ý kiến của Di sẽ được chấp nhận. Tại vì mọi người cũng biết mà, mình chỉ là diễn viên thôi, chứ mình không phải là biên kịch, mình không phải là đạo diễn, mình không phải là nhà sản xuất. Cái quyền hạn thay đổi một cái kịch bản, thay đổi một cái nhân vật, nó không nằm ở cái quyền hạn của một người diễn viên. Thì cái này chỉ là góp ý của Di thôi. Và sau đó chắc có lẽ là mọi người cũng thấy là cũng hợp lý, nên là mọi người cũng đồng ý. Và sau đó là có Di và anh Thanh Bình là được giữ nguyên giọng nam, còn chú Hữu Châu và Quyêu thì vẫn phải nói tiếng Bắc. Tại vì đó là hai cái nhân vật gần như là đinh rồi, rất là khó mà thay đổi được. Với chú Châu từ trước cái giờ thì tham gia phim rất là nhiều, nhưng mà kiểu mà chỉ là chú cháu rồi trong gia đình rồi kiểu này kia thôi, chứ chưa bao giờ mà mình làm theo kiểu là hai người là vợ chồng với nhau hết. Thì đây là lần đầu tiên mà hai chú cháu đóng cái vai vợ chồng. Thì thật ra là lúc đầu chú Châu cũng ở trên phim trường, chú Châu cũng chia sẻ là trời ơi tao cũng ngại ghê, con Di xưa giờ nó làm cháu tao không mà tự nhiên nay nó lại làm vợ tao kiểu vậy. Thật ra thì trước khi quay thì cũng có hơi lo lắng tí xíu, tại vì mình cũng quen với cái kiểu là bất kỳ một cái dự án nào chung thì đều là gia đình với nhau rồi. Thì nhưng mà cái sự lo lắng đó khi mà bước lên phim trường thì hầu như nó đã tan biến hết. Và lúc đó thì tự nhiên là mình phải nghĩ là mình đâu phải là Băng Di, mình đâu phải là mình đang diễn vợ chồng với chú Châu, mà mình đang là Mợ Ba, mình đang là vợ lẽ của bác Kiến. Thì đây là Mợ Ba và bác Kiến, nên là mình khi mà mình đã nhập tâm vào nhân vật thì mình không có còn cái sự ngượng ngùng đó nữa. Ở trong phim thì nếu mọi người coi thì mọi người sẽ thấy có cái cảnh mà giống như bác Kiến đang cởi cái yếm của Mợ Ba, đúng không? Thì cái cảnh nó phải quay đi quay lại rất là nhiều lần, nhưng mà không phải là do hư hay là gì hết, tại vì cái cảnh đó là tại vì thật ra là phải né cái một, tại vì Di có một cái hình xăm ở sau lưng, thì mặc dù là đã hóa trang che đi rồi nhưng mà mình vẫn phải để an toàn thì mình cũng phải có những cái góc quay để mà mình hạn chế mình thấy được cái hình xăm đó. Thì để được một cái cảnh hoàn hảo nhất thì phải cứ kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống vậy rất là nhiều. Thì chú Châu cũng nói cho tao kéo nãy giờ, tao kéo nãy giờ mà chưa xong nữa. Thì nó là một cái thú vị nho nhỏ trong cái lúc mà hai chú cháu hợp tác với nhau thôi. Còn thật sự nói về mà để mà kỷ niệm mà kiểu mà vui giữa hai cái vai này á, thật sự là rất là ở trong lúc quay á thì rất là ít, còn ở ngoài thì giỡn thì nhiều, nhưng mà trong lúc quay thật sự là diễn viên vào phim thì rất là nghiêm túc, tại vì không có muốn là khi mà mình giỡn nhiều quá thì cái năng lượng nó sẽ làm ảnh hưởng tới lại cái năng lượng của nhân vật luôn. Là nó sẽ khi mà hai diễn viên ở trong phim rất là căng với nhau, mà ở ngoài hai người cứ giỡn quá rồi vô phim là mình diễn mình nó sẽ không có được tốt nhất. 5 giờ chiều là tất cả mọi người phải tập trung để mà set up cho cái cảnh đó, và quay cho tới 2-3 giờ sáng hôm sau mới xong cái cảnh mà Di bị Lý Cường rượt đuổi á. Thì cái cảnh đó nếu mà mọi người thấy ở trên đó là một cái cánh đồng, đúng không? Di chạy vào một cái cánh đồng, và khi quay thì đất ở dưới là Di cũng phải mang chân đất và Di chạy thôi, chứ Di cũng không có được mang giày dép gì hết. Mặc dù là nếu mà lên phim thì sẽ không có thấy rõ, nhưng mà để cho an toàn là không bị lộ gì hết thì Di bắt buộc là Di phải sử dụng chân đất để mà chạy.
mà bạn mọi người biết là đất đá rồi rễ cây rồi này kia, là có cái cảnh mà ở trong phim mà Di Té mà đang chạy ở trong cái lùm cam Di Té, rồi có Di Té thật, có Di Té thật luôn chứ không không còn là diễn nữa, có Di Té á lên kia vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà mình té xong, thường diễn viên á, bất chỉ khi nào đạo diễn hô cắt thì mình mới ngưng diễn thôi, còn đạo diễn đã không hô cắt cho dù mình té mình vẫn phải diễn tiếp. Riêng cái cảnh mà bị Lý Cường đánh thì nếu mà mọi người thấy trên phim nó cũng hơi mạnh đúng không, nhưng mà nó là kỹ thuật diễn xuất thôi, với cộng thêm là mình cũng có những cái góc quay để mà tạo cái hiệu ứng tốt nhất cho cái phim á, là nhìn thì có vẻ là mạnh như vậy nhưng thật ra ở ngoài cũng không mạnh lắm đâu. Mặc dù Di cũng nói với Will là cứ đánh thật đi, tại vì Di cũng không muốn là đánh mà kiểu nhẹ tay quá, khi mà mình đánh mà mình nhẹ tay quá thì mình cứ phải diễn đi diễn lại rất là nhiều lần thì nó rất là mất công và nó sẽ mất thời gian của mọi người nữa, và Di cũng phải chịu đựng cái đánh đó rất là nhiều lần. Thà đánh một lần, đánh mạnh đủ mạnh để mà lên phim thấy được cái hiệu quả. Thì lúc đó Will với Di cũng đã phối hợp với nhau rất là tốt, mặc dù Will cũng rất là sợ, tại vì Will sợ là đánh vô mặt Di là có chuyện gì, tại mình con gái mà thì sợ là Di bị cái gì, nhưng mà Di nói với Will là không sao, cứ làm đi, tại vì Di sẽ có cách, Di hỗ trợ cùng với Will để mà tạo được cái hiệu ứng tốt nhất. Trước khi mà Di tham gia bộ phim này là Di phải dành thời gian trước đó là khoảng tầm mấy tháng để mà Di search, mà thật sự là search cũng rất là khó, ở trên mạng rất là ít những cái hình ảnh, đa số thì phim thì có nhưng mà hình ảnh tư liệu mà gốc thì cũng không có nhiều, tư liệu mà kiểu mà người thật việc thật á, thì thật sự là cũng không nhiều lắm. Thì Di phải tìm hiểu xem là cái người ngày xưa người ta ăn nói như thế nào, người ta đi như thế nào, nó rất là khác. Ngày xưa người ta không có nói nhanh giống mình, người ta nói mọi thứ rất là chậm, từ từ, tại vì đối với những người ngày xưa thì nếu mà nói nhanh là giống như là một cái người không có lịch sự kiểu, mà phải muốn là kiểu là phải chậm, phải từ từ, rồi mình đi cũng phải từ từ, tất cả mọi thứ thì Di phải điều tiết hết tất cả những cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình. Riêng cái phim Cậu Vàng thì thật sự là Di rất là nghiêm túc với là cái việc diễn xuất của mình. Ngay cả ở ngoài hiện trường khi mà Di chưa vào phim, Di cũng không có dám giỡn nhiều, Di không có dám làm mất, giống như là Di nói đó, mình không có muốn giỡn nhiều tại cái vai của mình nó không phải vai hài, mà mình giỡn nhiều quá tự nhiên cái mình đang vui cái mình vô mình diễn cảnh buồn là cái nó kỳ liền à. Thì Di không có muốn như vậy, là Di rất là nghiêm túc và rảnh một cái là Di sẽ ngồi Di coi cái phân đoạn kế tiếp là Di sẽ diễn cái gì, xong rồi Di ngồi coi, Di nghiên cứu để mà lúc mà Di ra Di diễn thì có thể là làm được suôn sẻ. Trời sợ lắm. Tại vì Di thì mọi người biết là ở cái phía Bắc, mà ở những cái vùng đất có đồng ruộng như thế và có những cái nước đầm lầy kiểu như vậy á, thì có rất là nhiều vắt. Có rất là nhiều vắt, và lúc mà quay phim mà gặp mấy anh quay phim, mấy ảnh cứ trêu mình á, kiểu vắt nhiều lắm đó, đợt trước anh đi quay ở đây hả, bị vắt bu đầy chân mà không biết. Nhưng mà thật sự là mấy ảnh nói thật chứ không phải là mấy ảnh muốn chọc quê, nhưng mà cũng là một cái kiểu cũng muốn đang dọa mình. Thì cũng lúc đó sợ lắm, cái cảnh lội ruộng nếu mà bạn có xem thì mình thấy nhìn như vậy thôi, nhưng mà lúc mà Di vừa đi là Di phải trời đừng có con vắt nào nha, đừng có con vắt nào nha. Di thì Di không có sợ đau, Di không sợ té, tại vì bình thường ở ngoài Di là một cái người rất là tham gia rất là nhiều những cái hoạt động mà thể thao mạnh mẽ này kia, nhưng mà Di rất sợ cái cảm giác cái con gì nó hút máu mình, tại vì Di bị một cái bệnh là Di bị bệnh sợ máu, nên là Di rất là sợ là thấy máu của mình hay là kia. Nhưng mà cũng may mắn là chắc là cái mùa đó vắt đi đâu chơi cũng không có buông vào Di. Nhưng mà thật sự lúc đó rất là sợ, tại vì hoàn toàn là mình không có cái sự bảo vệ gì hết, mình phải đi bằng chân không thật, và mình phải bước xuống những cái ruộng mà ở dưới là bùn sình này kia, hoàn toàn là cảnh thật hết. Những cái phim trước thì cũng có nhiều cảnh Di cũng bập dập lắm, cũng có nhiều cái bầm dập, nhưng mà đương nhiên phim điện ảnh nó sẽ cực hơn phim truyền hình rất là nhiều, tại vì giống như mọi người thấy trên phim thì nó chỉ là một vài giây, một vài phút, nhưng mà thật ra ở ngoài là quay mấy tiếng đồng hồ, quay từ chiều hôm nay tới sáng hôm sau, tới rạng sáng hôm sau là rất là lâu. Thì cái thời gian mà mình quay hết đủ góc rồi quay tới quay lui nó sẽ mất nhiều hơn cái phim truyền hình thôi. Khác biệt, Di nghĩ khác biệt nhiều nhất là tại vì do Di quay phim truyền hình nó nhiều hơn. Thứ nhất là kinh phí phim truyền hình nó cũng khác với kinh phí phim điện ảnh nè, rồi cái phim truyền hình mình phải đôi khi mình phải chạy sóng, rồi đôi khi mình phải quay đúng cái tiến độ, cho nên là mình sẽ phải quay
nó gấp rút hơn, cái thời gian nó gấp rút hơn, mọi thứ mình phải quay nó cái nhịp độ của nó phải nhanh hơn. Nhưng mà ở miền Bắc thì có thể là Di không có biết những cái đoàn phim khác như thế nào ở miền Bắc, Di không biết. Nhưng mà riêng cái phim Cậu Vàng mà Di tham gia thì Di thấy là cái nhịp độ mọi người làm việc rất là kỹ, và mọi người không có quan trọng là cái tiến độ nó sẽ đi như thế nào, mà quan trọng cái chất lượng nó sẽ đi như thế nào. Cũng có những cái phê bình, hoặc là tại vì một cái tác phẩm mà giống như một cái bài hát vậy đó, một bài hát thì cũng sẽ có người thích và người không thích, tùy vào cái sở thích của mỗi người về cái thể loại. Giống như có người người ta thích nghe nhạc dance, nhưng mà có người người ta chỉ thích nghe pop ballad thôi, thì rất là khó để mà Di có thể biết hết được những cái thông tin đó. Di nghĩ là cái này chắc phải hỏi nhà sản xuất hoặc là đạo diễn thì sẽ có phản hồi tốt nhất á. Chứ còn bản thân của Di thì Di là diễn viên, thì mỗi lần mà Di diễn xong Di đều hỏi đạo diễn là em làm có ổn không, có cần phải em làm lại hoặc là em có gì hay không. Thì mọi người đã nói là ổn rồi, thì Di nghĩ là mọi người cũng có cái lý do riêng. Di là diễn viên, Di không có trả lời được vấn đề này.